Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn, có sự vui vẻ, hoạt bát, vui luôn, anh này vui nè, đủ để làm điểm tựa cho con. Cô ấy sẽ có tính là tự lập, quá tự lập luôn, là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Hôm nay lên đây anh nói hơi rụt rè hay sao mà nghĩ nếu mà anh ở ngoài anh mà cái tính anh như vậy thì chắc bị ông Trinh ăn hiếp. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên để bên kia cùng nghe luôn nha. Rồi, mời em trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân. Chào em. Và quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Trọng Hiếu, năm nay 29 tuổi, quê quán ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang là thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, công tác tại tiểu đoàn thông tin 26 bộ tham mưu quân đoàn 4, đóng quân tại Dĩ An, Bình Dương. Rồi, cô gái bên đây mình giới thiệu nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Đỗ Nguyễn Hạnh Trinh, năm nay con 21 tuổi. Hiện tại con đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh của trường sân khấu điện ảnh. Trong quá trình đi học ấy, thì con có đi làm thêm ở ngoài về chuyên ngành luôn. Ơi, sẵn vậy con nói luôn về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, con thì được tính thì hoạt bát, luôn suy nghĩ tích cực, tháo vát trong công việc rất là nhiều. Còn điểm yếu thì đụng đến cái việc gì mà con không thích á, thì con dễ nổi nóng và có cái tính hay quên. Bạn ơi, bạn nghe chưa? Dạ, em nghe chị Hồng Vân ơi. Rồi, bây giờ em giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn về điểm yếu là rụt rè, ngậm gái là không có dám nhìn thẳng vô mắt. Rồi con thấy sao? Ví dụ như có người yêu mà không bao giờ dòm vô trong cái mắt của mình á, thì con có chấp nhận không? Dạ, cái này để rèn từ từ sau. Không được, bắt buộc phải nhìn vô mắt. Bởi vì khi mình giao tiếp với người nào đó đó, mình không nhìn vô mắt, ta mình nhìn vô đâu á, đôi khi người ta khó chịu, người ta không có cảm tình với mình. Cố gắng nghe hiểu nha. Dạ, để con coi. Đâu giờ nhìn dạ, vô mắt chị đi. Chào em. Dạ. Đó, thấy nhìn vô mắt bình thường mà. Nói nhỏ ra nghe bên này xinh lắm nha. Dạ. Cho nên là cứ phải xoáy vô mắt liền nghe chưa. Dạ. Bạn dạ. Hiếu này á, là nhìn vô cô gái đẹp mà không dám nhìn vô mắt. Còn nhìn những người mà lớn lớn mà bự bự thì ta nhìn thẳng vô mắt, nó thoải mái đúng không Hiếu? Dạ chị Hồng Vân là xinh đẹp à. Thấy chưa, quê chưa? Có thấy quê không? Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em chỉ có một mối tình là thời mà sinh viên, cũng kéo dài được 5 năm. Sau đó thì chia tay đến nay cũng thêm 5 năm nữa em không có quen ai hết. Trời, 5 năm ở không rồi đó hả? Dạ. Ồ ôi. Đi về có một mình anh hả chị? Để anh Quang coi đàn gái coi sao. Dạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, chào con. À, mấy mối tình rồi? Dạ. Hai, cái đầu tiên thì là con chỉ là cảm nắng đơn thuần thôi, nên là thời gian ngắn. Còn cái sau thì là thích thiệt. Cái mối tình thứ hai đó, dạ. Là bao nhiêu năm? Dạ, có khoảng 6 tháng rồi. Nhưng mà do anh đó không làm cho con có đủ sự tin tưởng với lại cảm giác an toàn nên là tụi con chấm dứt. Hành động gì mà không thấy an toàn? Dạ, anh đó nói con là anh đó còn khuyên người yêu cũ. Nhớ đừng nhắc gì người yêu cũ nha. Người yêu cũ mà nhắc người yêu cổ thì được. Vậy hai mối tình nó cũng đơn giản quá. Đúng mà. Đúng rồi, cả dạ. Hai người đều là những mối tình thoảng qua thôi. Rồi bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào, con cho chú Linh với cô Vân biết coi nào. Dạ, con muốn tìm người yêu là có sự chín chắn. Nhưng chín mà chắn. Bộ đội là chín chắn rồi. Vẫn có sự vui vẻ, hoạt bát, có vui luôn. Anh này vui, vui nè. Đủ để làm điểm tựa cho con. Anh này điểm tựa vững chắc luôn. Làm bệ phóng cho con luôn. Ảnh là bệ bắn luôn. Nó nghe làm mẫu ảnh được luôn á. Ừ. Cái bạn nam bên kia làm mẫu ảnh cho con được luôn á. Cái hình dáng là giống ai? Có giống chú Quyền Linh không? Hay là giống ai? Dạ, đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Cái này là hơn chắc rồi. Em con yên tâm. Chú Quyền Linh cũng không được đẹp lắm đâu. Anh này đẹp trai. Bây giờ á. Dạ. Cô gái kia nói là thấy là em có hết đầy đủ rồi đó. Ha. Dạ. Còn em bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào? Riêng bản thân em thì em không có quá quan tâm vào ngoại hình. Thì em mong là người con gái mà em làm quen thì cô ấy sẽ có tính là tự lập. Quá tự lập luôn. Là một người phụ nữ mà biết yêu thương gia đình. Tại vì thì anh Quyền Linh và quý vị khán giả cũng biết là công việc của quân nhân chúng em nói chung thì là thường là ở trong đơn vị, dành hết thời gian cho đơn vị để rèn luyện. Thì thời gian ở bên gia đình thì ít đúng không? Ít. Nhưng mà
Nhìn chung thì chúng em đều là rất là trân trọng những cái giây phút quý báu bên gia đình. Với tính các cô gái này thì anh tin có tất cả những điều đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn thân của con từ cấp 2. À, bạn thân. Cho gặp bạn thân đi. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và khán giả ngồi ở đây ạ. Con là bạn của bạn Hành Trinh từ nay là được 8 năm rồi ạ. Anh này thì có thấy hơi hiền á, chứ rụt rè. Không biết hôm nay lên đây anh nó hơi rụt rè hay sao mà... Nghĩ nếu mà anh ở ngoài anh mà cái tính anh như vậy thì chắc bị Trinh nó ăn hiếp. Nếu là con có bấm bấm nút anh này không? Dạ, con thấy anh này gu chắc hay ok với bạn Trinh á. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn em. Trai đi với ai? Dạ, em đi cùng ba mẹ và chỉ huy ở đơn vị. Rồi, xin chào cô chú ạ. Trước đầu tiên xin chào ban chương trình, ban cậu Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, duyên dáng trẻ đẹp. Dạ, dạ. Dạ. Tôi là mẹ của em Nguyễn Trọng Hiếu. Tôi thấy cháu đây cũng vui vẻ mà đẹp, dễ thương. Thành ra mong sao cho được hai đứa được bấm nút. Tôi bảo lãnh là sau này cháu Hiếu sẽ cưng vợ, cưng con suốt cuộc đời, chung thủy suốt cuộc đời. Dạ, dạ, tôi bảo lãnh. Dạ. Trời ơi, có bảo lãnh luôn. Dạ, bảo lãnh luôn đó nghe. Dạ, xin cảm ơn nha chương trình. Cho thằng phụ trưởng của Hiếu đi. Chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Tôi tên là Võ Thành Nguyên, chính quyền phó tiểu đoàn 26 bộ tham mưu quân đoàn 4, là thủ trưởng của em Hiếu. Thì đối với em Hiếu thì ở đơn vị thì là một người hiền lành, thật thà chất phác, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc. Đối với điểm yếu đồng chí Hiếu là rụt rè nhút nhát thôi. Đối với bạn gái bên đây thì ban đầu thì nhìn như thế là cũng được rồi. Mong rằng hai bạn sẽ tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về sau này. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Bước qua rào. Cứ thế mà thẳng tiến. Chào em. Dạ, em chào anh. Hôm nay anh rất là hân hạnh là được gặp em. Thì anh có món quà là chú gấu bông mặc quân phục màu xanh của lính và một đóa hoa để tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có tự để làm cô cầm phụ nè. Nến cô thơm cầm phụ để này. Tặng cho anh. Con nói về cái ý nghĩa món quà đi con. Vậy rất là dễ thương. Dạ, món quà này thì nến thơm để dùng đốt để có gì có thể lúc ngủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vì cả một ngày thì anh đỡ thao trường cũng cực khổ rồi. À, cảm ơn em. Dạ. Rồi, hai bạn cứ thoải mái nói chuyện đi nào, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Đúng rồi, bây giờ bạn hát đờn cho em nghe câu đã cho cái cảm xúc nó gọi là dâng trào xong hai đứa nói chuyện nha. Dạ, hôm nay em tặng anh một bài hát của Lê Cát Trọng Lý. Bài hát em thích nhất là bài Nghe Tôi Kể Này. Nó cũng có một phần là con người của em trong đây. Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. Em là mùa xuân chinh trong nụ cười tươi sáng. Em rạo rừng nghìn năm trong mùa hạ tình yêu. Em nhìn tựa mưa thu trao tình cùng cây lá, đông dành tặng riêng em những khát khao miên trường. Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui. Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá, cũng mong làm mây bay hoa kiếp thành con gió. Cô yêu vạn người dưng, yêu thêm ngàn người điên, yêu tuổi trẻ bỏ hoang
cùng kiếp sống. La 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 la, tôi yêu người em gái. La 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 la, tôi thèm làm người điên. Hay quá, hay quá trời. Sao nè, rồi em có đối lại luôn không? Thì bạn gái nghe bạn gái hát thì cảm xúc trong em là cũng dâng trào. Thì em là chàng trai cũng ở sông nước miền Tây, thì em xin hát bài hát Hương Tóc Mạ Non. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn họ nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương sao thật nhiều. Rồi bây giờ mình giao lưu văn nghệ rồi. Chúng ta ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi nha. Mình có lén lén đi. Chào em. Dạ em chào anh. Thì anh gặp em là dễ thương như trong tranh vậy đó. Hình tượng của anh thì cũng tương đối giống hình tượng của em tưởng tượng ra. Nhưng mà em có một cái tật xấu là, ví dụ như khi em lỡ nổi nóng hoặc là lỡ giận anh gì đó thì em sẽ thường hơi sĩ diện cao một tí, nên là em ít khi nào xin lỗi trước hoặc làm huề trước lắm. Vậy thì anh sẽ xin lỗi em trước, rồi sau đó hai đứa mình sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Chắc lúc anh xin lỗi thì em hết nóng liền phải không? Dạ. Hoàn cảnh gia đình của em thì giờ em chỉ còn có mẹ thôi. Mà em làm việc thì đa phần là em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, mà quê em thì ở Đồng Nai, nên là em sẽ thường xuyên chạy về hai chỗ này. Thì em không biết là anh có thể sắp xếp như thế nào. Nếu em từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra Đồng Nai thì ghé ngang Dĩ An rước anh. Còn nếu em từ ngược lại thì vẫn rước anh được. Nếu vậy mình sẽ thu xếp là một nơi ở giữa hai gia đình, để mình vừa tiện cho công việc mà vừa tiện cho chăm sóc gia đình. Mà anh cũng không có ngại ở ghế đâu. À dạ, vậy thì được rồi. Đời trai tụi anh là phong sương. Nhưng mà nhà của Hiếu là có mấy anh em? Dạ, nhà em là một người chị cả và năm người anh trai. Những anh chị em đều ở gần nhà, có thể là thay em chăm sóc cho ba mẹ được. Tại vì bên đây có một mẹ đó, một con thôi. Với lại Bình Dương, Đồng Nai nó cũng sát bên nhau. Bây giờ Hiếu bước tới nắm tay cô gái để mình xem cảm xúc mình như thế nào, xong mình nói tất cả những suy nghĩ của mình với người đối diện. Anh thì cũng nói với em là những người lính tụi anh thì luôn là quyết tâm là bảo vệ những thứ mà mình trân trọng và yêu quý. Nếu như mà hai đứa mình mà đến được với nhau thì em cũng sẽ là một người mà anh bảo vệ đến hết cuộc đời. Dạ em cảm ơn và em mong là anh sẽ thực hiện đúng lời hứa. Rồi, đổi về vị trí. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định của mình. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là đối phương để mình tìm đến, đúng là nơi mà để mình bấm nút. Rồi mình bấm nút. Rồi và bây giờ nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè. Trời ơi, tim mà nó nhảy rồi, hỏi lòng ngực luôn. Em chậm quá, người ta nói là ta bấm liền luôn đó, thấy chưa? Đó, rất được, là mạnh mẽ nắm, luôn. Nắm tay liền ha. Rồi bây giờ nè, trên truyền hình đó, có mẹ của em gái đang xem. Em hãy nói những gì với mẹ của bạn gái đi. Dạ con chào bác. Con hứa là sau này là con sẽ chăm sóc cho Trinh và gia đình mà con yêu quý là đến hết cuộc đời ạ. Con nói gì với ba mẹ của Hiếu đi. Dạ con chào hai bác. Dạ con
Cảm ơn hai bác vì đã để anh Hiếu đến chương trình. Nếu như thực sự con với anh Hiếu có duyên thì con hứa sẽ hiếu thảo với hai bác giống như mẹ của con. Bây giờ mình làm thủ tục đầu tiên đi ha. Đó. Đây là hung, hung gì vậy? Hung tóc, đây là hửi tóc chứ không phải là hung. Hung là ở đây nè. Dạ, lần sau con sẽ hung trên chỗ đó. Lần sau, chỗ đó là chỗ nào? Lần này dạ. Luôn đi. Dạ, anh hung em thêm lần nữa là anh là hạnh phúc hơn những người chơi khác, anh được hung tới hai lần lận. Dạ. Đó. Trời ơi. Ơi. Rất là cái cặp này đáng yêu quá. Rất tình cảm. Ừ. Đây là món quà dành cho hai em.